Xin chào tất cả các bạn và chào mừng đã đến với FPT Shop Channel. Vừa rồi hãng điện thoại xứ Hàn Samsung vừa tung ra dòng sản phẩm mới nhất là Samsung Galaxy On 7. So với nhiều sản phẩm khác trong tầm giá trên 4 triệu đồng, Galaxy On 7 đã tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ sở hữu thiết kế đẹp cùng với chất lượng camera ấn tượng. Ngày hôm nay, hãy cùng Duy Anh đánh giá trên tay chiếc điện thoại Galaxy On 7 các bạn nhé. Samsung Galaxy On 7 Duy Anh đang cầm trên tay là phiên bản màu vàng gold, với cả hai mặt trước và sau đều là màu vàng. Thiết kế máy khá vuông vắn và mạnh mẽ. Máy được trang bị màn hình lớn đến 5,5 inch nhưng luôn cho cảm giác cầm nắm và sử dụng thoải mái nhờ vào thiết kế khung mỏng nhẹ và kích thước nhỏ gọn với số đo 3 vòng lần lượt là 151,8 x 77,7 và x 8,2mm. Máy chỉ nặng có 171g mà thôi. Ở mặt phía trước trên màn hình là các chi tiết, loa thoại, cảm biến và camera trước 5MP. Ba phím điều hướng được đặt nằm gần sát mép dưới màn hình. Điều này không chỉ giúp cho tăng diện tích màn hình lên mà còn giúp cho thân máy trở nên gọn gàng hơn. Mặt lưng của Galaxy On 7 được làm từ nhựa giả da, giúp cho mang lại cảm giác tiếp xúc tốt hơn, tránh được hiện tượng trơn trượt khi sử dụng máy. Nắp lưng là bằng nhựa có thể mở ra được rất dễ dàng với pin rời 3000mAh. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy khe đựng một SIM và một thẻ nhớ microSD, và bên cạnh đây là SIM thứ hai. Như vậy các bạn có thể vừa tận hưởng hai SIM hai sóng và vừa có cả thẻ nhớ nữa, quá tuyệt. Trên mặt lưng máy, ở phía trên logo Samsung là cụm chi tiết khá quen thuộc của các dòng máy Samsung, bao gồm đèn flash LED, camera sau 13MP hơi lồi lên và loa ngoài nằm ngay bên cạnh. Máy khá mỏng, chỉ có 8,2mm mà thôi. Bên cạnh phải ta có phím nguồn, cạnh trái là phím tăng giảm âm lượng. Ở cạnh dưới là các chi tiết còn lại bao gồm cổng sạc, micro USB, mic thoại và jack cắm tai nghe 3.5mm. Ở cạnh trên của máy hoàn toàn trống. Thiết kế của máy nhìn chung rất ổn và phù hợp với khách hàng nam lẫn nữ cũng như tất cả khách hàng ở mọi độ tuổi khác nhau. Màn hình của Samsung Galaxy On 7 là màn hình TFT tiêu chuẩn HD. Khi Duy Anh xoay máy ở các góc độ khác nhau, các bạn có thể nhìn được đó là hình ảnh vẫn thể hiện tốt và ổn định. Giao diện máy trên nền tảng Android 5.1.1 Lollipop khá quen thuộc và dễ sử dụng, với màn hình chính được tách rời khỏi các app drawer. Máy hiện đang sử dụng CPU loại tứ, xung nhịp 1.2GHz và RAM 1.5GB. Nhìn chung thì các ứng dụng bình thường như lướt web, đọc tin tức hay chơi các game vừa phải thì vẫn thể hiện tốt. Hơn nữa nhờ vào màn hình 5.5 inch cho nên các diện tích game trở nên rộng hơn và tài hiệu ứng mãn nhãn. Bộ nhớ trong của máy tuy chỉ 8GB nhưng được hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB. Với dung lượng bộ nhớ rộng rãi, các bạn có thể thoải mái cài game hoặc tải phim v.v. và hoàn toàn có thể trải nghiệm rất thoải mái vì pin lên tới 3000mAh. Nếu như các bạn sử dụng với cường độ bình thường và ít chơi game thì phải trọn tới 2 ngày Galaxy On 7 mới cần phải sạc pin lại. Samsung Galaxy On 7 có camera sau 13MP, khẩu độ f2.1. Camera có thể quay được video Full HD cũng như có một vài chế độ chỉnh sửa các thông số như là White Balance, ISO, độ tương phản v.v. cho nên các bạn có thể chụp được một bức hình như ý thôi. Camera trước 5MP cho hình ảnh tương đối ảo diệu, đặc biệt là khi các bạn bật chế độ làm đẹp. Hiện tại giá của Samsung Galaxy On 7 ở thị trường Ấn Độ là 200 đô, tương đương với khoảng 4,44 triệu đồng Việt Nam. Khi máy về Việt Nam thì có thể máy sẽ có được mức giá cũng tương đương như vậy mà thôi. Như vậy trong mức giá này thì đây quả là một sự lựa chọn hợp lý. Các bạn nhớ theo dõi website fptshop.com.vn để cập nhật thông tin về máy nhé. Nếu video hữu ích, đừng quên like video cũng như các bạn hãy nhớ subscribe FPT Shop Channel để có được những video trên tay mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.